Rolls-Royce Gold của Ngọc Trinh thực tế có giá bao nhiêu tiền? Trong một số ngày vừa qua, trên các trang mạng xã hội cũng như một số trang tin tại Việt Nam có đưa tin Ngọc Trinh mua một chiếc Rolls-Royce Gold CI1. Rất nhiều mức giá được đưa ra, với một số chuyên trang về ô tô xe máy, mức giá đưa ra thường là gần 10 tỷ đồng. Tuy nhiên, với một số trang tin về giải trí thường đẩy giá của chiếc Rolls-Royce Gold này lên mức hơn 20 tỷ đồng. Thậm chí, nhiều trang tin đưa giá của chiếc Rolls-Royce Gold này lên mức 30 tỷ đồng. Tuy nhiên, trên thực tế, chiếc Rolls-Royce Gold CI1 của Ngọc Trinh đã được đưa về Việt Nam cách đây khoảng 10 năm, từ thời điểm năm 2010 đến năm 2011 hoặc 2012 là muộn nhất. Đây là phiên bản CI1 thế hệ đầu tiên của Rolls-Royce Gold. Những mẫu xe được giới thiệu từ năm 2009 tại Frankfurt Motor Show. Những chiếc Rolls-Royce Gold CI1 về Việt Nam thường có tuổi đời từ 9 đến 10 năm tuổi. Bước sang năm 2011, nhiều chiếc đã có tuổi đời 11 năm tuổi và bắt đầu được các chủ nhân đầu tiên bán lại. Với những chiếc xe thông thường, giá bán của xe là hơn 8 tỷ đồng. Những chiếc nào lăn bánh ít và có nội thất còn đẹp được giao bán với giá từ 9 đến 10 tỷ đồng. Cá biệt có một số thuộc phiên bản đặc biệt EVKB và nội thất bên trong còn rất mới được giao bán với giá hơn 11 tỷ đồng. Với chiếc Rolls-Royce Gold của Ngọc Trinh khi chưa độ lại nội thất, giá trị thực tế của chiếc Rolls-Royce Gold này thường được giao bán trên các ứng dụng mua bán với giá bán đâu đó khoảng hơn 8 tỷ đồng. Thậm chí, nhiều dân buôn xe nói vui với hơn 20 tỷ đồng có thể mua được 3 chiếc Rolls-Royce Gold như của Ngọc Trinh. Rolls-Royce Gold được giới thiệu lần tiên vào năm 2009 tại Frankfurt Motor Show và nhanh chóng trở thành gà đẻ trứng vàng cho Rolls-Royce nhờ mức giá hợp lý, thiết kế trẻ trung, hiện đại và dễ dàng tiếp cận với nhiều đối tượng khách hàng hơn Phantom. Chiếc Rolls-Royce Gold của Ngọc Trinh có ngoại thất màu đen, được sản xuất vào khoảng năm 2010 đến năm 2011 và sau khi về tay Ngọc Trinh thì đã được độ lại nội thất với phong cách màu hồng Blackpink. Phiên bản tiêu chuẩn của Rolls-Royce Gold sở hữu kích thước dài nhân rộng nhân cao lần lượt là 5.399, 1.948, 1.550mm, chiều dài trục cơ sở là 3.295mm. So với Phantom, Gold trông gọn gàng và thanh thoát hơn. Đầu xe nổi bật với cụm lưới tản nhiệt quen thuộc mà Rolls-Royce làm từ kim loại và đánh bóng thủ công. Logo quả phụ bay thụ thò gắn trên đầu xe cũng được đánh bóng thủ công đẹp mắt. Mâm xe 7 chấu, 20 inch với bề mặt được đánh bóng thủ công cực kỳ ấn tượng. Cũng giống như Phantom, Gold có thể mở cửa từ vị trí trung tâm, ô che mưa nắng thích hợp ở cửa xe. Ông chủ ngồi vào khoang sau có thể đóng cửa xe dễ dàng bằng thao tác giữ nút bấm ở bên trong. Gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp camera 360 độ. Phía sau không có nhiều sự đặc biệt ngoài cụm đèn hậu LED nhỏ gọn, nẹp kim loại chính giữa gắn logo của hãng. Ở bên trong, nội thất của chiếc Rolls-Royce Gold được thiết kế theo phong cách sang trọng và đẳng cấp kiểu quý tộc. Từ da bọc, gỗ ốp đều được sử dụng chất liệu cao cấp và thuộc hàng đắt đỏ nhất tại thị trường hiện nay. 4 vị trí ghế ngồi, khả năng chỉnh điện đa hướng và thông hơi. Vô lăng 3 chấu bọc da có thiết kế kiểu truyền thống của hãng xe siêu sang đến từ Anh Quốc. Cửa sổ trời toàn cảnh mang nhiều ánh sáng tự nhiên vào khoang xe. Màn hình giải trí trung tâm có khả năng đóng mở độc đáo chỉ bằng một nút bấm, đồng hồ analog đặc trưng của Rolls-Royce khắc tên phiên bản bên trong. Cửa điều hòa cũng như các nút bấm được chế tác tinh xảo bằng kim loại, hợp kim sáng bóng. Phanh tay điện tử đặt ngay phía trên nút khởi động start top ở phía sau, cột chữ C rộng và sâu tạo không gian riêng tư tối ưu cho khách hàng. Người sử dụng tại đây cũng được trang bị hai màn hình giải trí LCD cỡ lớn, điều khiển thông qua cụm nút bấm tại bệ tì tay cơ động. Tựa đầu mỗi ghế theo logo của Rolls-Royce. Với chiều dài trục cơ sở 3.295mm cho phiên bản tiêu chuẩn, không gian khoang sau của Rolls-Royce Gold là cực kỳ rộng rãi. Ngoài ra, xe còn sở hữu nhiều trang bị công nghệ tiện nghi nổi bật khác mà khách hàng có thể trải nghiệm thực tế ngay khi trên xe. Rolls-Royce Gold sử dụng động cơ V12 tăng áp kép, dung tích xi lanh là 6.6 lít, sản sinh công suất tối đa là 562 mã lực tại 5.250 vòng trên phút, mô men xoắn cực đại 780 Nm tại 1.500 vòng trên phút. Gold CI1 sử dụng hộp số 8 cấp tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 4,8 giây và tốc độ tối đa giới hạn điện tử ở mức 250 km/h. Như vậy có thể thấy, chiếc Rolls-Royce Gold của Ngọc Trinh có giá bán chỉ khoảng gần 10 tỷ đồng. Thậm chí, chiếc Rolls-Royce Gold này có giá bán rẻ hơn cả chiếc Mercedes S500 Maybach mà Ngọc Trinh mua cách đây khoảng 4 đến 5 năm.